Dạ Mẫn mến chào quý cô chú anh chị, mến chào cả nhà thân yêu nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Thì hôm nay Mẫn đi giăng lưới à, bây giờ thì Mẫn sẽ đi đi đuổi cá. Xong rồi mình cuốn lưới luôn. Cả nhà đi với Mẫn xem coi hôm nay Mẫn có bội thu cá không nha. Giờ này thì 9 giờ mấy nha cả nhà. Nãy giờ trời chuyển mưa Mẫn cứ giấy là trời mưa đi cho mát, chứ ở đây đồng nước lợ á, nắng quá. Mấy con cá rô phi á, nó cứ ngấp nghé nó bò ở trong mé nè, nhóc hết trơn luôn, nó lội trong mé chứ. Rồi không biết sâu tới đâu nữa. Mấy bữa Mẫn đeo cái mic đó cả nhà, gió nó lùa quá, như hôm nay gió lùa cực kỳ luôn. Xong rồi cái thì Mẫn quên á, rồi nó cứ bị hư hoài à. Nó hư là nó hư luôn á, không có cứu được nữa. Thì Mẫn tháo ra. Thiệt nè, đúng không? Ví dụ như mà Mẫn không tháo là xong rồi, là đi luôn rồi. Trời ơi trời, khúc này là vậy nè, rồi xong rồi còn xuống nữa. Thôi, giờ là tìm chỗ. Hy vọng là từ nay đến cuối video Mẫn sẽ nhớ lúc nào mình cũng đang đeo cái mic hết. Đấy, được một con ở đây. Đi vô đánh, bồn bồn nó đuổi nha cả nhà. Thôi, nghi ngờ quá à. Ủa sao thấy chìm lưới lắm mà ta, thấy chìm khí thế luôn á. Vô đây. Con bẻ thử. Trời ơi, ngon vậy. Hết cái này được rồi, cái này ăn được rồi. Cái này phải có dao cắt. Này phải có dao cắt. Nấu canh chua ha, nấu canh chua bùng bồn. Cá phi này là nấu canh chua bùng bồn cũng ngon. Non rồi. Non rồi. Ngon quá chừng luôn. Bẻ ngay này hí. Trời, cái này phải có dao cắt mới được, khó bẻ quá. Cứ đi đại nha cả nhà. Cá nó nghe tiếng chân của mình cái nó sợ, nó chạy ra ngoài. Thank you.
Đây có cái tổ mà không biết con gì nữa ha. Thầy chờ đi 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 có xíu mà hả không hả. Ôi trời 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 trời. Thường thường á thì Mẫn văn buổi chiều á người ta hay ra câu cá, cho nên là Mẫn rút kinh nghiệm Mẫn văn buổi sáng, nhưng mà không ngờ là buổi sáng người ta vẫn đi câu cá. Tại vì một khi mình văn lưới này rồi á, người ta lại câu, người ta không có phát hiện ngàn lưới mình văn. Coffee ngon lành luôn. Cái này bự ha. Cái tay bé bồn bồn quá vậy. Ôi trời trời. Mạnh. Mạnh cùi cùi luôn, con nè nó kéo nè. Thêm một bạn nữa. Con nó mạnh quá à, coi kìa, Mẫn kéo lên nó luôn á. Kéo lên lưới. Lội khí thế luôn. Quậy khí thế luôn. Mạnh cùi cùi luôn. Đây, được một bạn nhỏ. Thì Mẫn với nhỏ em đi văn chung như vậy nha, nhưng mà chia ra đứa một đầu. Nó tuốt cái dưới kia, Mẫn thì trên đây. Xíu nữa cái hai đứa đem cá về, cái mình sẽ Mẫn đây thì hai tay, nó bển nó cũng hai tay luôn. Xíu về cái mình sẽ xẻ nó ra, xẻ thịt nó ra. Rồi cái mình có mắm, mình ăn cơm. Khúc này hơi ít nha cả nhà. Khúc này là ít luôn chứ không có hơi ít nữa. Cái này là Mẫn văn là Mẫn bỏ ở đây là chắc cỡ nửa tiếng thôi cả nhà, nên là Mẫn đi xíu cái Mẫn quay là Mẫn thăm mày. Nhưng mà thường thường á Mẫn văn ở chỗ này á là khoảng 2-3 tiếng Mẫn bỏ ở đây là Mẫn mới lại thăm. Vậy thì dính cá nhiều hơn. Đồng này lúc trước á, cái lúc mà nước mà còn ngang đầu gối á, không tới đầu gối á, thì toàn là cá đối hơn mà. Bây giờ là không có cá đối nữa, bây giờ nước sâu quá. Nhưng mà lúc trước á, là không phải nước lợ nha cả nhà, lúc trước là nước mặn hoàn toàn luôn. Thời gian mà Mẫn thấy là lúc mà không có cá đối á thì toàn là nước lợ thôi à. Cá đối thì thấy nước mặn. Mẫn đi đặt lưới luôn rồi. Lưới này dạo 1m2. Ở đây thì lúc nào cũng có gió hết, gió rất là mạnh luôn. Bữa nay trời hên quá chừng luôn. Bữa nay là Mẫn hên, trời chuyển mưa.
chỗ mắng nhăn lưới á, thì sát bên đường đổ xe luôn nha cả nhà, cho nên là cũng hơi ồn xíu, nhưng về mật độ xe á, thì cũng ít lắm. Há, được một bạn, nãy giờ mới được một bạn nữa nè, vắng biết bao lâu trời ơi. Há, tưởng đâu cá kéo vô hay gì, không phải, do là đường mới, do là tuyến đường mới cho nên là mật độ xe ít lắm, có xe nhưng mà ít lắm. Đây, được một bạn nữa. Cái bạn kia bạn quậy dữ rồi. Bạn này đã. Ú, cá này ú lắm. Trời ơi, hết móc chỗ này tới móc chỗ kia. Trời 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 trời, cả nhà thấy chưa, quá chừng luôn. Ừ, nhỏ em nó la dữ, dính cá nó mừng nó la dữ. Đây đây đây, trời ơi, bạn này nhỏ mà có vỏ nè, cũng không có bự hung đâu mà lôi nè, lôi khí thế luôn. Trời 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 trời, con cá bự, con cá bự, cá bự rồi, con nó lôi lưới kìa. Ừ, không, mình dở lên nha. Đây, lôi trì lưới luôn. Ủa, con cá này nó ngon quá cả nhà ơi, quá chừng ngon luôn. Quá đã. Để muốn lôi ra, lôi ra né cái đùm cỏ như mới được. Hiện tại thì gió đang thổi từ hướng từ trên xuống nha cả nhà, trên cả nhà nhìn lưới nè, gió nó thổi nó tạt vô người. Trời ơi, cái tay lưới nó đen kịt luôn kìa ông ơi. Mừng dữ rồi. Gió. Tạm ổn. Cá cá cá, được một bạn cá nhỏ, dính hoài ta, đạp hoài luôn nè. Cái phần bên đây thì bị đứt hết trơn rồi. À không phải, nó bị cuốn lại. Kéo ra, kéo ra, khúc này sâu không ta, sợ sâu, đi trong đây được rồi. Ra ngoài đó sâu. Ủa, à bên kia cá bên kia nó kéo, trời ơi, mình tưởng đâu khúc này thấy nó nặng nặng ở đây. À không được không được, sâu rồi sâu rồi. Không có sợ ướt người mà đi sợ ướt cái mít, trời ơi thiệt tình chứ, mà không sợ sao được. Ủa cái con này nhỏ mà kéo lớn mạnh dữ gì trời, nãy cái kéo khí thế luôn mà. Cách vẫn vài bước chân ra đó là sâu nha cả nhà. Hiện tại vẫn đứng đang tới đây, vẫn đi thêm nữa là sâu cực kỳ luôn. Rồi luôn, đạp bánh trơn rồi. Ủa hồi nãy mình thấy có con cá bự ở đâu vậy ta? À, thấy nặng nặng ở đây nè. À hồi nãy mình đạp lưới.
mặt lưới nó xuống dưới. Trời ơi, coi nè. Đây nè, cái này là vẫn đạp là cái chắc rồi. Đứng đi, kéo được không? Đứng đây. Ở đây mà nghe tiếng của nó luôn. Khúc này không có cá nha cả nhà. Ủa, hồi nãy là thấy, nãy là mình dở cái tay lưới trên mà có con cá mà ta. Hết rồi, hết hai tay lưới luôn rồi. Hết hai tay lưới luôn. Ê dạ, cái tay lưới này hết rồi nha cả nhà. Để vẫn buộc nó lại. Cái này chắc liệu mấy như vậy là sợ không ngay đầu á. Vẫn buộc lại đi đi. Về nhà mình xỏ cây ra. Có mình xỏ cây vô. Ui. Cá bự nè, cá bự của Mẫn nè. Đã nha cả nhà. Bây giờ còn một phút nữa nha cả nhà. Mình đi thăm hết luôn. Đi từ từ thôi, chắc giò là uống nước nữa. Mát trời quá chừng luôn, gió thổi mát quá chừng luôn. Ở đây thì chỉ có một vài cánh đồng là người ta bỏ hoang thôi nha cả nhà, còn lại là người ta đều sẽ nuôi tôm, nuôi cá. Người ta sẽ nuôi tôm nè, kết hợp với nuôi cua, rồi xong rồi kết hợp với nuôi cá luôn, là bộ ba. Dở lên nó trắng tươi vậy ông làng ơi. Tay này không biết có dính cá không nữa nè. Ý, hồi nãy sao mình không vô trong đám cỏ bển mình đuổi ra ta. Này trắng phao luôn nè. Tay bên đây trắng phao luôn. Lỡ biết đâu đầu trên dính được con cá lóc bự ha. Nha cả nhà. Nhưng mà nếu mà nhấp cá thì có thể nhấp được. Nhưng mà Mẫn trước giờ thì Mẫn không có nhấp cá. Ví dụ như đặt lờ á, đặt lờ cắm câu nhăn lưới nó dính á thì Mẫn bắt. Còn mà đi nhấp cá thì Mẫn không có nhấp. Mình tội nghiệp bày cá con. Thấy nó kỳ trì tưởng đâu nó dính. Tay này là gió thổi theo dòng nước chứ không có cá. Tuyến đường này thì thông ra An Biên á cả nhà, cho nên là ai mà đi An Biên là đi tuyến này nó sẽ nhanh hơn, rút ngắn được thời gian hơn. Rồi xong rồi đó, hiểu cái tay này rồi đó. Hiểu cái tay này rồi. Xong rồi.
được một bạn à. Chào bạn nha, bạn cá đầu tiên đã đến với thanh lưới. Xong, đây là cái tay nhỏ này bẩn. Tay nhỏ này không có cá gì cả nhà, có một con nhỏ xíu như này à. Bây giờ mình sẽ đi gom chung cái tay kinh lưới kia luôn. Thật sự là hôm nay á, tự nhiên cái nó nghẹn cổ. Thật sự là hôm nay á là kiểu như trời ưu ái nha cả nhà. Cả nhà nhìn bên kia kìa, đang chuyển mưa. Còn trời ở bên đây thì xanh tươi luôn. Sau lưng Mẫn nè, trời xanh tươi luôn. À, mát mát trời dữ dằn luôn, gió mát cực kỳ luôn. Hồi nãy rồi lúc Mẫn đi xuống văn á, trời ơi nó nóng, nóng kinh khủng luôn. Bây giờ mình đi nhặt chung với cái tay kia. Nãy giờ câu cá cũng lâu lắm, chắc là có cá. Câu hồi sáng tới giờ luôn. Cũng bỏ nó ngay giữa nước luôn. Này vẫn lôi lên bờ nha cả nhà. Nè, qua khúc bên đó. Không này sâu dữ không ta, chắc tới đây thôi hả? À tới đây thôi. Không sao. Cái này là hai tay luôn á. Cá nè. Ủa, mấy con. À, còn mấy con ở dưới nữa. Mấy con ở trong đây nữa. Đây con cá này bự nè. Con móc này, con móc nó ra. Rồi sao lấy ra không được cho ta. Ủa, con này bự quá chừng luôn nè. Tay này bỏ qua một bên. Đây. Cỡ nào cũng khó nhìn hết trơn á. Ây da. Nói chung là hôm nay vẫn bội thu cá nha cả nhà. À, mặc dù là so với mấy chuyến trước cá nó có hết. Nhưng mà ở đây thì toàn là con cá bự không à. Đây là toàn con cá bự như vậy thôi. Nếu mà cả nhà thích video này của Mẫn á, cả nhà nhớ cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo ủng hộ Mẫn luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nè. Giờ thì Mẫn đi về. Tại sáng là Mẫn chưa ăn cơm. Về cái làm đồ ăn.